Bạn Phan bảo đúng chị gói hàng hộp thường mà vẫn xinh đấy. Thế là mình tiện tay gói chục đơn hàng của tiệm nhà mèo cho bạn Phan lắc mắc. Máy lắc Keybox này hạ update phiên bản bìa siêu cứng nên nút cài dễ bị bật ra. Các bạn chỉ cần dán một lớp băng keo trong vào hộp, sau đó dán sticker cố định lắp máy như Hà ha. Với nhiều tấm giấy làm hộp bí ẩn hơn, nếu bạn gấp sai vẫn có thể làm lại nhé. Với niềm đam mê chơi đồ hàng từ những ngày lò dò biết đi, Hà luôn trân trọng từng gói hàng, yêu thích từng chiếc hộp. Mẹ mình bảo, sao hộp được toàn giấy mà dán tem hàng dễ vỡ, xin nhẹ tay chi vậy? Còn bọc chống sóc bên ngoài nữa chứ, đúng là màu mè. Sau mỗi một khoảng thời gian, shop Hà lại cập nhật thêm nhiều mẫu sticker mới để tặng cho các bạn đấy. Ngay cả khi bạn không mua hàng, hãy ghé thăm shop Hà mỗi ngày để shop Hà sớm trở thành shop yêu thích nhé. Hà không chỉ thích gói hàng mà còn muốn lan tỏa niềm đam mê bất tận này tới các bạn. Còn chần chờ gì nữa, ngay tại video này, hãy nhanh tay bình luận đơn hàng bạn yêu thích nào. Hà chọn ngẫu nhiên 3 đơn hàng để quay chơi nha.